Chủ nhật thứ nhất, mùa vọng, năm A, đất hy vọng. Ngay khi dựng nên Adam và Eva, Thiên Chúa đã ban cho hai ông bà đất. Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Eden ở phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ, cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện điều ác. Một con sông từ Eden chảy ra tới khu vườn. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Eden để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: hết mọi trái cây trong vườn người cứ ăn, nhưng trái của cây biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Và Adam, Eva sống hạnh phúc trên đất Thiên Chúa ban. Adam gắn bó với vợ mình và cả hai thành một xương một thịt. Cả hai trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Sách Sáng Thế cho chúng ta hình ảnh địa đàng, đất hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho con người. Ở đó, con người có mọi sự, nhất là có tình yêu Thiên Chúa và tình yêu đồng loại. Họ được an vui, sung sướng và không một chút vướng víu phiền muộn bởi mặc cảm hay tội lỗi, bởi họ trong trắng, hồn nhiên trên đất của Thiên Chúa. Nhưng rồi, đất hạnh phúc bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất. Vâng, tai họa đã ập đến trên đất người sau khi Adam và Eva bất tuân lệnh Thiên Chúa, ăn trái cây biết điều thiện, điều ác mà Thiên Chúa cấm. Địa đàng bị lấy lại, đất lành biến thành đất dữ, và cả hai thấy mình trần truồng, phải kết lá làm khố che thân. Họ không dám giáp mặt Thiên Chúa nhưng lẩn trốn Ngài, và bị trục xuất ra khỏi vườn hạnh phúc. Quả thực, chỉ một hình ảnh thấy mình trần truồng và xấu hổ, kết lá làm khố che thân, cũng đã đủ nói lên những mất mát kinh khủng và tận cùng của ông bà nguyên tổ sau khi phạm tội. Ông bà đã mất hết, và một trong những cái mất quan trọng chính là mất đất sống, mất đất lành, mất đất tình yêu, mất đất hoan lạc, mất đất hạnh phúc, mất đất bình an, mất đất mà Thiên Chúa chúc phúc và đặt con người vào ở. Mất đất của Thiên Chúa, con người trở thành vô gia cư vì không đất ở khi sống, không nơi an nghỉ khi theo đất trở về. Nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, sẽ làm từ gốc tổ Giê-xê đâm ra một nhánh nhỏ. Từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này. Sẽ không còn tai ác và tàn phá trên khắp núi thánh, vì sự hiểu biết Đức Chúa sẽ tràn ngập đất này, cũng như nước lấp đầy lòng biển. Với lòng bao dung tha thứ, Thiên Chúa sẽ cho dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước lũ lượt kéo nhau đi mà rằng: đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết đường lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Và mọi người nhận ra,
ơn phù trợ đến từ Đức Chúa là đấng dựng nên cả đất trời. Trước ánh sáng của niềm hy vọng được thương xót, Thánh Phaolô đã đặt cho tín hữu Roma câu hỏi: anh em biết chúng ta đang ở thời nào không? Và Ngài khẳng định: đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia. Ngày ấy đã gần thì Thiên Chúa trả lại đất hứa cho con người và ban cho nhân loại đấng cứu thế. Bởi trong lòng thương xót vô bờ bến, sự sa ngã của Adam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Ngài sẽ ban cho nhân loại trở nên công chính, nghĩa là được sống và sống đời đời trên đất và trong nhà của Thiên Chúa, như ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã tin báo. Thành sẽ được dựng nên trên nơi phế tích, dinh thự sẽ tọa lạc trên chính chỗ xưa. Từ các nơi ấy sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng. Con cái nó sẽ lại được như xưa, và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan ta. Và cũng như thời Noe, vào ngày cứu độ, Thiên Chúa tẩy sạch tội lỗi và thực hiện một sáng tạo mới, như Thánh Gioan đã viết trong sách Khải Huyền: bấy giờ tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngay có tiếng hô to: đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của Người, còn chính Người là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Họ đây chính là những người có tâm hồn nghèo khó. Nghèo khó để làm giàu hạnh phúc của đồng loại, nghèo khó để không ai chung quanh họ phải khổ vì nghèo, phải nhục nhằn tủi phận vì túng thiếu. Họ đây là những ai hiền lành, hiền lành như trên Thiên Chúa, để cùng Thiên Chúa gánh tội trần gian, cùng Thiên Chúa mang lấy hết bệnh hoạn tật nguyền của nhân loại. Hiền lành để không ai sống gần họ bị từ bỏ, bị ruồng rẫy hay bị lên án khai trừ, như Thiên Chúa bao dung, rộng lượng, luôn yêu thương đón nhận mọi người. Họ là những người bị bách hại vì sống công chính, để trở thành tiếng nói của người không tiếng nói, nơi ẩn náu an toàn của người cô quả, vô gia cư, bị truy lùng. Và chính họ sẽ nhận được đất hứa làm gia nghiệp, nước trời là sở hữu, và vương quốc Thiên Chúa là nơi cư ngụ. Vâng, mùa vọng đến với niềm hy vọng tìm lại đất hứa đã mất, gặp lại thiên đàng đã từ đó bị đuổi ra. Và niềm hy vọng ấy chỉ trở thành sự thật khi Thiên Chúa từ trời cao đến cư ngụ trên đất đã bị trúc giữ nguyền rủa và ở lại trên đất ấy với con người. Vì thế, mầu nhiệm nhập thể cũng chính là mầu nhiệm nhập thế khi Thiên Chúa làm người xuống trên đất này, ở giữa thế giới này, cư ngụ ngay trong nhà của những con người tội lỗi này, để yêu thương, chữa lành, cứu chuộc. Với Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, đất đã bị nguyền rủa trúc giữ xưa nay được tẩy rửa để nên đất mới, đất lành, đất sinh mầm ơn cứu rỗi. Với Thiên Chúa đến và cắm lều cư ngụ trên đất của con người, từ nay con người không còn sợ bị Thiên Chúa xua đuổi trục xuất, cũng không như Cain bị Thiên Chúa quả trách.
Từ dưới đất, tiếng máu của em ngươi đang kêu lên ta. Giờ đây, ngươi bị nguyền rủa bởi chính đất đã từng há miệng hút lấy máu em ngươi do tay ngươi đổ ra. Và cái in cay đắng thở than: hình phạt dành cho con quá nặng, không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất, con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất. Và bất cứ ai gặp con sẽ giết con. Mùa vọng về với niềm hy vọng đất người được đón Thiên Chúa đến làm người và cư ngụ giữa loài người, để đất người khô cằn được ơn cứu độ tưới mát, đất chết chóc được trở nên đất hứa, một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất chảy sữa và mật ong, đất sinh gai góc tội lỗi được trở thành vườn nho tuyệt vời, và đất hoang không sự sống trở thành đồng cỏ xanh tươi có dòng nước trong lành. Nhà của con người có Thiên Chúa, nhà của Thiên Chúa ở giữa con người. Thu về bao lá vàng khô, lá thu rơi trên thềm giáo đường. Trời chiều con bước lẻ loi, biết đi đâu đi về chốn nào. Chim trời ríu rít gọi nhau, tung cánh bay đi về cuối trời. Chuông chiều bên giáo đường vang, bao kinh cầu tha thiết nguyện xin. Mùa thu đến lá vàng rơi rụng, khi đông về giá lạnh buốt đời con. Mùa xuân sang mang bao hy vọng, khi hè về muôn vàng xanh tươi tốt. Bước chân xa dần giáo đường, riêng mình con vẫn lặng thinh, xin an bình qua những lời kinh. Mùa thu đến lá vàng rơi rụng, khi đông về giá lạnh buốt đời con. Mùa xuân sang mang bao hy vọng, khi hè về muôn vàng xanh tươi tốt. Thoát lên